Ở trời ơi, con mà thấy 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 cha thắt cổ luôn hả? Dạ. Ừ, bé đó hoảng dữ không? Bé đó hình như chắc em nghĩ cũng hoảng, tại bé đó biết hết trơn à. Nó chạy xuống kêu bà nội lên đó, là mẹ ảnh đó, chạy lên là cứng đơ rồi. À, chào Bùi Hồ, xin chào cô bác, quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. À, phía sau lưng của Bùi Hồ ở đây là ngôi nhà của bé Nhung, cô bé 18 tuổi nhưng mà có hai đứa con. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại thăm hoàn cảnh gia đình của em, thì nhận được một cái tin khá là buồn. Phải đưa em từ ở nhà của bà Tư chạy về đây, mà ở clip trước Đạt Đồng Tháp và anh Nguyễn An Giang có quay cho cô bác quý anh chị, và để tìm hiểu về cái tin buồn đó cũng như là thông báo cho cô bác quý anh chị về tình hình của Nhung hiện tại, thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Ôi, dạ chào anh. Ô, chào chú. Chú thì chào Nhung nha. Dạ chào anh. À, nay khỏe hả chú? Dạ. Dạ lại đây ngồi đi. Ồ, cái quạt kìa. Ô trời ơi, cái quạt gì cổ đại dữ vậy? Đã này mà ngủ cái đọt nó gãy á. Ờ, cái quạt này có tuổi đời là 50 năm chưa? Còn dữ. Anh Nhung cho anh đeo cái mít này, kéo cái... Cái gì mà chú kẹo? Rồi, hôm nay là thông báo cái tình hình là của chú với lại Nhung sức khỏe rồi sao rồi? Thứ nhất là trước là chú ơi, sức khỏe chú sao rồi? À, cũng khỏe mà ngủ có chừng 3-4 giờ sáng thì đau, có uống bà tử này. Có thuốc bà tử uống luôn. Dạ. Tại vì 2 giờ 3 giờ nó thức rồi nó đau này, uống luôn. Uống luôn chứ cái đó là nồng nồng hồi cái uống thuốc rồi. Thuốc bà chị cho mà thuốc mà bổ não á. Dạ. Uống viên đó rồi uống viên đó rồi uống thêm viên thuốc lên máu nữa. Thuốc có ngại giờ thuốc không à. Mình uống thuốc nhiều hơn cơm quá. Dạ, thuốc nhiều ngang á. Nhiều ngang. Dạ, nói chung là hôm nay là có đi chạy xe gì không chú? Có, sáng lên chạy mà lên ngồi chán rồi ngồi uống cà phê, kiếm khách chạy rồi ngồi uống cà phê, Nhung có điện. Dạ. Nhung có điện, Nhung ba chạy về rước con, hỏi có gì không con, nói anh con chết rồi. Cái gì? Là nãy cái đám ma chạy nó. Bị chết nó con không biết, ba chạy về ba rước đi, chạy về đây, chạy rước. Nhưng mà anh là sao? Dạ, anh họ. Anh họ hả Nhung? Dạ. À, mẹ của anh là bà chị ruột của ba em. À, tưởng đâu là đám ma của dòng họ xa xa không, mà anh họ là có nghĩa là chị mà. Bạn gì ruột với lại mẹ của Nhung hả? Dạ. À, trước khi hỏi chuyện đó thì bây giờ sức khỏe của em sao rồi? Dạ, sức khỏe của em cũng bình thường. Dạ hả? Dạ. Có hôm đó em giấc tối đó, không biết em bị cái gì mà em khó thở, bị ngăn ngạch hay gì á. Dạ hả? Bữa đó em tự nhiên đứng dậy cũng khó thở, hết hồn chứ. Ôi nhìn gà nhìn dễ thương nhau. Mặc đồ đẹp quá trời luôn. Gà hổng ngày là mình nghỉ bán rồi hả Nhung? Dạ hổng ngày em nghỉ bán. Từ bữa đó em nói anh đó. Bây giờ em nghỉ bán. Bây giờ trước khi vấn đề đó thì bây giờ mình chia sẻ về cái câu chuyện buồn của gia đình mình trước đi. Cái anh đó là anh họ là con của người thứ mấy? Dạ con của người thứ hai. Người thứ hai. Dạ. Là anh đó có mấy anh em? Dạ 4 anh em, mà anh hai thì mình mất rồi. Ừ. Tới giờ tới anh tư, ảnh là thứ tư, còn lại anh ba với anh út. Ừ. Rồi cái hoàn cảnh anh đó là sao Nhung? Dạ cũng khó khăn. Ba mẹ ảnh thì đi làm mướn phụ quán cà phê cho anh ta, còn ba ảnh thì làm hồ. Ừ. Dạ. À, anh đó có gia đình chưa? Dạ có rồi, có vợ mà vợ bỏ cỡ mấy năm trước, bỏ lại đứa con nhỏ 7 tuổi. Ôi mới trời. Vô học lớp 1 à. Năm nay là 7 tuổi ha? Dạ, mới vô học lớp 1 á. Anh nói sao chết? Dạ, tự nhiên thất cổ tự tử, cũng không biết. Ồ, ghê vậy? Dạ. Anh nói nhiêu tuổi Nhung? Dạ, hình như là 31 tuổi hay gì á. Em 31 đoán cỡ 31 hay gì á. Rồi không ai biết nguyên nhân gì luôn? Dạ không. Thì ai là người phát hiện ra? Dạ hình như là con ảnh. Con sáng hả? Nghe bà Tư nói là hôm qua giấc 10 giờ ảnh nói chuyện với bà Tư, ảnh qua ảnh nói chuyện nghe nói với bà Tư mà Tư khóc luôn. Ảnh nói tối nay con nói chuyện với bà là ngày mai con từ giả bà, là xong ảnh về ảnh ngủ. Về ảnh ngủ xong sáng con ảnh lên thấy ảnh treo cổ, con ảnh mới xuống nói với bà nội nó là vậy đó, rồi là lên là cứng đơ rồi. Con ảnh là cái đứa bé 7 tuổi hả? Dạ. Ôi trời ơi, con mà thấy 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 cha thắt cổ luôn hả? Dạ. Ừ, bé đâu hoảng dữ không?
Bé đó hình như chắc em nghĩ cũng quản, tại bé đó biết hết trơn à. Ừ. Nó chạy xuống kêu bà nội lên đó, là mẹ ảnh đó. Chạy lên là cứng đơ rồi. Là nãy công an mới mổ tử thi. Vậy hả? Dạ. Rồi khi nào mới chôn? Dạ ngày mai, 9 ngày giờ mai. Ngày mai chôn. À, rồi cái việc chôn cắt an táng rồi tiền bạc gì sao? Chắc tiền bạc hợp cũng... đương rồi đó. Chắc tiền bạc thì em cũng nghĩ là ba mẹ ảnh mượn, hoặc là chồng họ cho vô, chứ ba mẹ anh cũng không có tiền gì mấy. Ờ. Dạ. Rồi bây giờ cái đứa bé đó là sống với ai? Sống với ông nội bà nội. Ông nội bà nội. Dạ. Thì ông nội bà nội là còn chỉ có bốn người, nhưng mà chỉ còn hai người thôi. Dạ. Anh Út thì ở đi làm ở trên Bình Dương nè. Ở xa. Rồi cuối cùng là không ai biết nguyên nhân là gì hả? Dạ không. Nhưng mà anh đó trước khi đi là anh nói cái gì với bà Tư đó? Anh nói là cái gì, nghe bà Tư kể lại là anh qua anh nói chuyện với bà Tư, anh nói là bữa nay anh nói chuyện với bà Tư bữa nay thôi, ngày mai anh tự giả bà Tư rồi. Nhưng mà bà Tư có nói cái câu chuyện, nói gì anh nói cái gì không? Dạ không, bà Tư chỉ nói nhiều thôi, tại sáng bà Tư điện nói có nhiều mà bà Tư khóc nữa. À. Nghe em hết hồn hết trơn, tại mới hôm qua còn gặp nói chuyện vui vẻ lắm mà. Hôm qua vẫn còn gặp với em hả? Dạ hôm qua em lên bà em chơi, vẫn còn gặp ảnh nói chuyện vui vẻ lắm. Em không hiểu sao nữa. Bà có ảnh có nói chuyện gì bất thường không? Dạ không, ảnh chỉ hỏi là bữa nay lên đây chơi hả? Anh nói dạ. Lúc đó em nói chuyện về em được cái sự giúp đỡ của cộng đồng mạng thì ảnh vui dữ không? Thì vui. Hôm bữa ảnh lên ảnh coi clip thì ảnh có điện em, ảnh hỏi em là bấm vô đâu coi, thì em cũng có nói là kênh đó, ảnh bấm vô anh coi. Rồi em ẵm hai bé này vô đám tang luôn hả? Dạ, ẩm vô không được. À, người ta đâu cho vô, nhỏ quá mà. Yếu. Sáng nay nghe là giật mình hết luôn. Dạ. Mấy giờ là mới hay tin anh đó mất? Dạ, 7 giờ là bà Tư điện đó. Ừ. Em điện là em run tay chân hết. Mới gặp cái đợt hồi hôm qua. Dạ. Mới gặp rất chiều hôm qua, gặp là lúc đó anh đang rước con anh đi học về. Trời ơi. Thằng bé con của anh cũng tội nghiệp dữ ha. Đó là được đó. Đợt mà tôi mà chạy lên mà đưa Nhung lên là khỏi liền á. Vậy hả? Cũng sống tốt tình tốt lắm. Dạ. Tốt lắm hả? Dạ. Gặp mà hỏi là gặp ông nữa. Dạ. Gặp hỏi khi Nhung chở mà khi cả kêu chở khách mà đưa nó về đây không được á. Ở đưa Nhung về đây gặp hỏi chú đi chạy xe mới về, chú chạy mới về, đưa Nhung chở chú đưa Nhung đây nó ở chú đưa Nhung đây chở chơi tội nghiệp đó. Ở nhà anh buồn heo à. Rồi gặp mà lại hỏi gặp là hỏi nha, tình thấy vậy á, tớ nó sâu lắm, bự á, tớ nó đã dữ lắm, tôi dòm nó, tôi còn khoái nữa. Gặp, dạ. Gặp nó là nó hỏi gặp là hỏi nha, chú mới lên á, gặp chú mới lên á. Ừ. Vậy đó. Là mẹ của em có mấy người? Dạ. Ở chị em? Không, cái đó là chị ruột của ba em. À, chị của ba ha, dạ. Chứ không phải là chị của mẹ. Là có hai chị em à. Ba em với lại là chị đó thôi. Dạ. Em gọi bằng cô hai. Dạ. Mà em gọi bằng cô. Em gọi bằng cô hai đúng không? Gọi bằng má hai. Gọi bằng má hai thôi. Dạ. Con của ảnh là con trai hay là con gái? Dạ, con trai là có hết ba đứa cháu nội trai không à? Ừ. Dạ. Con của ảnh là con trai luôn. Dạ. Rồi con của hai anh kia cũng là con trai nữa. Sáng nay em lên trên đó thì em gặp cái bé đó đó, bé khóc dữ không? Sáng em chưa lên, lúc nãy là em vô mà vô không được, em đứng ngoài đó. Ừ. Em cũng chưa thấy bé, chắc giờ đó bé đi học. Bữa nay thứ bảy không biết bé có đi học không? Dạ, vô trong đó. Rồi, lúc nãy chú có gặp không chú? Không đi vô được luôn. Nhà nhỏ quá, đường nhỏ hay sao? Dạ, tại vì có em bé nè, vô cái hơi em bé không được, tính gửi mà đứng xuống dưới chợ. Thôi em có em bé thì em chia buồn như này thôi, chứ em ẩm lên đâu được đâu. Dạ đúng. Mà gỡ ai cũng đâu được đâu. Ôi trời, hôm nay tự nhiên nắm được cái tin khủng khiếp mà nghe nói cũng mới, anh Nguyễn cũng mới gặp hả? Dạ, mới gặp bữa trước. Bữa thứ năm. Bữa đó anh Nguyễn quay, ảnh còn ngồi ảnh coi nữa mà. Chạy hả? Dạ. Bởi vì cái việc sinh tử nó mỏng manh như một tà lúa hay chút.
Mà nó ngu chứ, con người ta ngu gì tự giãn, phải không? Nhiều khi ảnh gặp bế tắc gì trong cái cuộc sống hay sao? Ảnh có thiếu nợ, thiếu nần gì ai không? Chứ không có thiếu nợ mà... Nè, chắc nghĩ buồn gia đình. Ảnh có dặn dò bà Tư là... hay là ai đồ nuôi con ảnh không? Không, nãy em chưa hỏi rõ vụ đó nữa. Nữa hỏi bà Tư mới biết, tại bà Tư nói sẽ gọn à. Trời ơi, khủng khiếp thật ha. Tin chấn động thiệt. Anh nghe, anh Nguyễn nghe hoang mang dữ không anh Nguyễn? Rất là bất ngờ luôn. Hôm qua mới gặp dọn xe giùm cho Nguyễn Giang à, lúc mà quay đến gặp bà Tư. Rồi anh để anh dọn xe ra, mình thấy anh rất là tươi, đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Hôm nay nghe bất ngờ Nhung đến nói chào đỡ đau buồn. Có nghĩa là mình không có ngờ được cái chuyện đó luôn đúng không anh? Tại vì cái cuộc sống này nó mỏng manh lắm hay ha. Nó tại vì sinh tử luân hồi mà. Cái anh đó ra đi đột ngột vậy thì cũng phải có một cái nguyên nhân gì đó. Mà anh cũng chứ cũng tự dặn mấy lần rồi. À vậy hả? Anh tự dặn bằng gì? Gạch tay. Gạch tay. Gạch tay. Nhưng em có nghe nói có khi uống thuốc nữa, có uống thuốc ngủ nhưng mà qua bệnh viện là ta ấy kịp. Dạ thôi. Chắc có lẽ là vợ anh bỏ đi thì anh buồn. Bỏ lâu chưa anh Nhung? Dạ bỏ cỡ bé đó, hình như em giữ bé hồi lúc bé được 2 tuổi là mẹ bỏ đi. Hiện tại bây giờ là 7 tuổi. Dạ em về. Em giữ bé đó hồi lúc mà bé mới đẻ ra mà tới 2 tuổi luôn. Là mẹ đi. Dạ. Chắc có lẽ là gì đó Hồ. Có lẽ là buồn chuyện vợ con ha. Nhưng mà thường liên lạc không? Cái chị đó thường liên lạc với anh đó không? Dạ không, ít nói chuyện lắm. Dạ. Dạ. Có điện về. Có lẽ là chưa có gành về. Có điện về thăm con hôm nay đó. Dạ. Chắc Hồ á có rảnh rảnh á muốn gặp bà Tư, coi có thể trò chuyện cùng bà Tư. Thì để cho đám tang nào xong hết đi. Tại gia đình đang hậu sự đó. Thì để đang đang rất là nhà thì đang bối gói, bối gói lắm, đang giao bối gói lắm. Thì thậm chí là đang mổ tử thi mới vừa xong nữa, công an giám định đó. Đó thì cái sự việc này chia sẻ đến đây, mai mốt có gì thì sẽ để cho cô bác quý anh chị thêm về cái sự ra đi của anh cũng như là coi cái tình hình của đứa bé 7 tuổi đó như thế nào, để mà cô bác quý anh chị mà có ủng hộ thì ủng hộ. Cũng thiệt ha. Thôi hôm nay thì cũng anh đến đây anh tìm em với lại chú để chia sẻ về cái việc mà của tình hình của Nhung hiện tại và sắp tới, thì cũng nắm được cái thông tin là gia đình của mình có sự ra đi đột ngột của người thân á, thì em cũng xin phép chia buồn, cho em gửi lời chia buồn đến lại gia đình của bên của bé Nhung. À, thì cho anh gửi lời chia buồn nha Nhung. Có nhìn gặp bà Tư hay là người thân ở trong nhà đâu đó. Nói anh em YouTube á, anh Nguyễn rồi cũng có gửi lời chia buồn đối với lại gia đình của má hai của em ha. Thì sự ra đi nào nó cũng mang cái sự đau thương hết á. Nhưng mà cái sự ra đi nó đột ngột và nó bất ngờ như vậy thì làm cho những người ở lại á thì nó cầm lòng không được. Và đặc biệt là cái tuổi đời khá là trẻ, bỏ lại một đống con ngoài sau nữa, sau này không biết con cái nó lớn lên nó sẽ như thế nào nữa. Thì nó cũng một cái ngày hôm nay nó cũng bất ngờ đối với tụi em và đặc biệt nhất là đối với gia đình. Tội nghiệp bé lắm, bé biết mẹ bỏ ha, là mẹ điện nói chuyện là bé không có nhìn. Ô vậy hả? Ôi trời ơi, biết lắm. Bé kháo khỉnh dữ không? Dạ dễ thương lắm. Mà rồi cái việc đi học của bé rồi sao, ai đưa đi? Dạ thường là ảnh đưa đi đó. Đưa đi rồi ảnh rước về, tại vì ba mẹ ảnh đi làm đâu có thời gian đâu đưa đi với rước về. Dạ đâu mọi việc nó đặt bây giờ mà lên rước. Thôi thì chắc có lẽ là cho anh gửi lời chia buồn ha, để hôm nào sẽ lên gặp để tìm hiểu cận hơn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là clip thì cũng khá là dài để cô bác với anh chị xem về cái cuộc sống của Nhung hiện tại.